chủ nhân mới và chủ nhân cũ của tác phẩm ạ. Lâm ơi, cô chú đại diễn được. Bây giờ không có anh đại diễn đi. Alo. À, giới thiệu cho mọi người là chiếc cây này là ở tại câu lạc bộ bonsai chợ đồ ạ. Nhưng hôm nay là chú cây là anh trộm gốc Trường Nan, anh có việc công việc bận thì tôi đại diện cho anh Trường hôm nay bán ra lại cho tác phẩm này là cho anh em câu lạc bộ bonsai Gia Lộc. Anh Hinh chia sẻ luôn. Anh Hinh cũng là đại diện hay là chủ cây? Thưa với để tất cả anh em, thế thì tôi thì cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ và cũng là đại diện cho chủ nhân mới, vì là chủ nhân mới bây giờ là đang ở chỗ Lào đấy. Thế thì thôi thì cũng nhờ tôi nên đại diện cho câu lạc bộ tiếp nhận và cảm ơn anh em chợ đọ đã nhường lại cho anh em câu lạc bộ Gia Lộc một tác phẩm và cũng rất cảm ơn tất cả anh em. Anh còn thiếu vỗ tay nữa. Anh bắt tay trước chương trình. Dạ, xin cảm ơn hai anh và một tràng vỗ tay nữa đi ạ. Cho làng cây của chúng ta. Chú Phúc đứng gần mà anh một tí. Rồi, em đứng ở đây. Cho một anh nữa đứng vào cạnh đi ạ. Đây là câu lạc bộ chợ đỏ đã nhượng lại tác phẩm cho câu lạc bộ Gia Lộc. Đúng rồi, đúng rồi. Thế anh em cứ quay chú ý vào tôi nhá. Mấy cái đứng cạnh này. Cả mọi người nhìn đây nhá. Rồi, ok. Nào, mọi người nhìn đây nào. Bắt tay và vỗ tay nhá. Rồi. Nào. Tuyệt vời, cái thứ gì nào. Đấy. Vui như vậy, cái nào đặc biệt như vậy em. Những cái bắt tay. Anh em chúc mừng câu lạc bộ Gia Lộc nhá. Rồi, cảm ơn em. Và một lần nữa ban tổ chức triển lãm Hải Dương lại xin kính mời các anh ạ. Ôi cả nhà mình ơi, bây giờ là ban tổ chức đã đến giờ rồi. Xin mời tất cả các anh.